Quý vị lãnh đạo, kính thưa các vị khách mời, thưa các quý ông quý bà. Vâng, xin chào toàn thể mọi người, xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, buổi lễ khánh thành của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hải Dương ngày hôm nay đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Để chúc mừng cho sự kiện này, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc trưng mang hương vị của Trung Quốc. Trước tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hải Dương sẽ lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Xin chào, vinh dự được dẫn dắt các vị lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị học giáo, đa gia tối ngũ hảo. Tổng giám đốc Nghiêm cùng các vị lãnh đạo, các vị khách mời, các quý ông, quý bà. Hôm nay, Hải Dương Thông Minh, tại đa gia tộc trên thị xã, tại Việt Nam và Hải Dương Chính phủ lãnh đạo quan tâm, đã bước ra bước phát triển đầu tiên. Tôi tin rằng trong tương lai, Hải Dương Thông Minh có ở trong các vị lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, có ở trong nhiều doanh nghiệp và đại diện ủng hộ, Hải Dương Thông Minh sẽ có sự phát triển lớn hơn, nhanh hơn. 也一定会为越南北方两地的发展，为海洋地方经济的发展做出我们的贡献。谢谢大家，希望大家用好午餐，谢谢。 Hôm nay dưới sự chứng kiến của toàn thể mọi người, công ty Thông Minh Hải Dương trong bước đầu phát triển không những nhận được sự quan tâm, khích lệ, giúp đỡ tận tình từ phía lãnh đạo tỉnh Hải Dương mà còn cả các cấp lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Tôi tin rằng trong tương lai, Thông Minh Hải Dương sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các vị lãnh đạo, sự ủng hộ của các đại lý cũng như các hộ nuôi đang có mặt ở đây để có thể đưa công ty Thông Minh Hải Dương lên một tầm cao, một sự nghiệp phát triển mới với tốc độ nhanh nhất để góp một phần công sức cống hiến cho sự phát triển của ngành chăn nuôi miền Bắc Việt Nam nói chung và sự phát triển kinh tế của tỉnh.